sao, nhưng mà khi mà gặp lại nhiều mọi người trong cái chương trình như thế này thì con cảm thấy rất là ấm cúng, và Mai Thi Vân cũng cần mọi người cầu nguyện cho em luôn nha quý vị nha, để em có sức khỏe để có thể hát, và đặc biệt là để có thể trọn vẹn cái ước mơ của mình, đó là Vân sẽ thu âm lại những bài hát thánh ca để lại cho sau này, cũng như là những bài hát về tình ca, đó là cái trên cái kênh YouTube của em, để gì sau này mình không còn nữa thì mọi người vẫn nhớ, và những cái tiếng hát của mình Chúa cho mình thì phải lan truyền đi để truyền giáo. Thì em xin cảm ơn mọi người rất nhiều ha. Dạ, và sau đây Vân sẽ hát tặng quý vị bài hát thánh ca rất là dễ thương và rất là quen thuộc, bài hát được mang tên Con Dân Chúa nha quý vị nha. Dạ, hát lên quý vị sẽ thấy rất là quen. Dạ, Con Dân Chúa đôi tay này đó, từng vất vả làm cho tê tái. Con Dân Chúa đôi bờ vai đó, rồi dâng lên tất cả mọi sự. Con không biết ca đoàn ngồi đâu. Oh, anh ca trưởng ngồi đâu? Ôi, chị ca trưởng ạ. Dạ, chị ca trưởng. Dạ, em không biết nói sao, nhưng mà sau này em đi hát ở nhiều nơi đó, có những cái chương trình đại hội ca đoàn đó. Ôi, em cảm phục ca đoàn vô cùng và các ca viên. Dạ, trong một cái không khí em hát ở bên Houston, trời nóng, rất là nóng, quý vị biết nóng lắm luôn á, mà cả mấy trăm người, mấy trăm ca viên từ các nơi tụ về với một cái sức nóng như vậy, mà các anh chị đứng mấy tiếng đồng hồ và hát Dân Chúa. Rồi cái xong cái Mai Thi Vân thấy cái phần trình diễn của mình nó thật là bé nhỏ so với cái sự hy sinh của các anh chị, kể cả những người lớn tuổi nha, vẫn hy sinh, và có người cũng xém một chiếc là xỉu tại vì trời nóng á, nhưng mà vẫn có một cái tấm lòng phục vụ như vậy, nên là xin Chúa trả công cho các anh chị rất nhiều nha. Và em hát bài hát này, nếu các anh chị thuộc thì cùng hát với em nha. Dạ, yeah, rồi em xin mời Vân ạ. Xin cảm ơn các chị rất nhiều.